Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài giảng hôm nay có tựa đề bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Thì sau khi học xong bài này, các em sẽ nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, giá trị dinh dưỡng của từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người. Thứ hai là hình thành thói quen ăn uống khoa học. Vậy làm thế nào để có một cơ thể cân đối khỏe mạnh? Và thực phẩm có vai trò như thế nào đối với cơ thể? Vậy để có một cơ thể cân đối khỏe mạnh, chúng ta cần thứ nhất là có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, tắm nắng để tạo điều kiện cho tiền vitamin D chuyển hóa thành vitamin D để sử dụng trong quá trình tạo xương, rèn luyện thân thể và lao động vừa sức. Và đối với cuộc sống thì chống vẹo cuộc sống thì chúng ta cần lưu ý: khi mang vác vật nặng, không nên vượt quá sức chịu đựng, không mang vác về một bên liên tục trong thời gian dài mà phải đổi bên. Khi ngồi vào bàn học tập hay làm việc, cần phải đảm bảo tư thế ngồi ngay ngắn, chống cong vẹo cuộc sống. Trong nội dung này, chúng ta sẽ có một câu hỏi: muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo; B, ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng; C, ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; D, ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ. Và chúng ta hãy bình luận ngay bên dưới video để chọn đáp án nào là đúng. Và đáp án chính xác đó là C. Để có một cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chương 1: khám phá. Hãy kể tên một số loại thực phẩm mà em biết. Hãy thử phân loại các loại thực phẩm đó thành các nhóm thực phẩm và lấy tên cho từng nhóm. Vậy thì các nhóm thực phẩm được chia thành những loại nào, gồm những loại thực phẩm gì? Mục đích của việc phân loại thực phẩm là gì? Thực phẩm thường được chia thành mấy nhóm và kể tên các nhóm đó. Nhiều mục đích của việc phân chia thực phẩm là mỗi nhóm thực phẩm được cung cấp một hoặc nhiều vài nhóm chất dinh dưỡng nhất định. Khi chia nhóm thực phẩm, chúng ta biết nhóm thực phẩm đó gieo chất nào, từ đó khi cơ thể cần cung cấp nhóm chất dinh dưỡng nào, chúng ta có thể tìm đến nhóm thực phẩm gieo chất dinh dưỡng đó. Thứ hai, thực phẩm được chia thành 5 nhóm như trình bày trong sách giáo khoa. Những các loại thực phẩm gồm có rất nhiều loại như là rau, củ, quả, thịt, cá, trứng, sữa, đậu, bánh, v.v. Và thông thường thì các thực phẩm này được chia thành 4 nhóm: nhóm giàu chất đường bột, nhóm giàu chất đạm, nhóm giàu chất béo và nhóm rau quả, trái cây giàu vitamin và muối khoáng. Nhưng một số nhóm thực phẩm chính, thực phẩm rất đa dạng và phong phú. Chúng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chính cần thiết cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh như hình 4.1. Đây là nội dung của hình 4.1, một số nhóm thực phẩm chính. Như có 5 nhóm thực phẩm. Chúng ta tìm hiểu nhóm thực phẩm thứ nhất, đó là nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Chất tinh bột, chất đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể. Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nhóm chất này có tên khoa học là carbon hydrate, thường có trong ngũ cốc, bánh mì, khoai, sữa, mật ong, trái cây chín, rau xanh như hình 4.1a. Đây là nội dung hình 4.1a. Đây là các loại thực phẩm giàu chất tinh bột, đường và chất xơ. Vậy ngũ cốc là gì? Ngũ cốc đó là tên gọi chung của 5 loại cây có hạt dùng để ăn, như hạt kê, hạt đậu, ngô, lúa ban nếp, lúa tỉ. Ngày nay, ngũ cốc còn là tên gọi chung của các loại cây có hạt dùng để làm thực phẩm. Vậy những cây có hạt làm thực phẩm để ăn, người ta gọi là ngũ cốc. Nhóm thực phẩm thứ hai đó là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Chất đạm hay còn gọi là protein, là thành phần dinh dưỡng để cấu tạo cơ thể
giúp cơ thể phát triển tốt. Những thực phẩm chính cung cấp nhiều chất đạm như là thịt nạc, cá, tôm, trứng, sữa, các loại đậu, một số loại hạt như hạt điều, hạt lạc, hạt vừng như hình 4.1b. Đây là nội dung của hình 4.1b, các loại thực phẩm giàu chất đạm. Nhóm thứ ba là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Chất béo còn gọi là lipid, cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở một lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số vitamin. Những thực phẩm chính cung cấp chất béo như mỡ động vật, dầu thực vật, bơ như hình 4.1c. Đây là nội dung của hình 4.1c, các nhóm thực phẩm giàu chất béo. Chương 1 luyện tập. Hãy xem xét các loại thực phẩm ở hình 4.2. Đây là nội dung của hình 4.2. Vào các nhóm sau: nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, nhóm giàu chất đường, chất xơ, nhóm thực phẩm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất béo. Các thực phẩm như là tôm, thịt bò, mật ong, ngô, bơ, rau bắp cải, gạo tẻ, mỡ lợn, hãy xếp xếp chúng vào các nhóm thực phẩm. Và đáp án sẽ là: tôm thuộc nhóm giàu chất đạm, thịt bò là nhóm giàu chất đạm, mật ong giàu chất đường, ngô giàu tinh bột, bơ giàu chất béo, rau bắp cải giàu chất xơ, đậu tỉ giàu tinh bột và mỡ lợn giàu chất béo. Nhóm thực phẩm thứ tư là nhóm thực phẩm giàu vitamin. Vitamin có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất, giúp cơ thể khỏe mạnh. Hầu hết các vitamin chúng ta cần đều có trong thực phẩm như hình 4.1D. Đây là nội dung của hình 4.1D, các loại thực phẩm giàu vitamin. Và bảng 4.1, đây là nội dung bảng 4.1, một số thực phẩm giàu vitamin. Thứ nhất là thực phẩm giàu vitamin A, gồm có trứng, bơ, dầu cá, ớt chuông, cà rốt, cần tây. Những vai trò chủ yếu của vitamin A đó là giúp làm sáng mắt, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Nhóm thực phẩm giàu vitamin B gồm ngũ cốc, cà chua, thịt lợn, thịt bò, gan, trứng, sữa, cá. Vai trò chủ yếu của vitamin B đó là kích thích ăn uống, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh. Những loại thực phẩm giàu vitamin C gồm có các loại hoa quả có mùi, có vị chua như cam, bưởi, chanh, các loại rau và cà chua. Vai trò chủ yếu của vitamin C làm chậm quá trình lão hóa, làm tăng sức bền của các thành mạch máu. Vitamin D gồm có các thực phẩm như là bơ, sữa, trứng, dầu cá và các loại nấm. Vai trò chủ yếu của vitamin D là cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương. Những thực phẩm giàu vitamin E gồm có gan, hạt họ đậu nảy mầm và dầu thực vật. Vai trò chủ yếu của vitamin E là làm tốt cho da, bảo vệ tế bào. Những thực phẩm thứ năm đó là nhóm thực phẩm giàu chất khoáng. Chất khoáng hay còn gọi là mineral giúp cho sự phát triển của xương, hoạt động của cơ bắp, cấu tạo của hồng cầu, vân vân. Mỗi chất khoáng có vai trò riêng đối với sự phát triển cơ thể và phần lớn đều có trong thực phẩm như hình 4.1e. Đây là nội dung của hình 4.1e, các thực phẩm giàu chất khoáng. Và bảng 4.2, đây là nội dung của bảng 4.2, một số thực phẩm giàu chất khoáng. Những thực phẩm giàu chất sắt: thịt, cá, gan, trứng, các loại đậu. Vai trò chủ yếu của sắt đó là tham gia vào quá trình cấu tạo và là thành phần của hồng cầu trong máu. Loại thực phẩm giàu canxi là sữa, trứng, hải sản, rau xanh. Vai trò chủ yếu của canxi là giúp cho xương và răng chắc khỏe. Loại thực phẩm giàu iốt: hải sản, rong biển, muối ăn có bổ sung iốt. Vai trò của iốt là tham gia vào quá trình cấu tạo hormone tuyến giáp, giúp phòng ngừa bệnh bướu cổ.
Như câu hỏi số 1, hãy ghép thông tin cột A với thông tin cột B, C sao cho phù hợp. Nhìn nội dung thứ 1 của cột A, đó là tên nhóm thực phẩm chính. B, đó là hình ảnh minh họa cho nhóm thực phẩm. Và C là một số thông tin như là vai trò, chức năng của các nhóm thực phẩm này. Những nhóm thực phẩm thứ nhất, 1A, là nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Hình 1B là những thực phẩm minh họa cho thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nào. Một số thông tin như là 1C là thành phần dinh dưỡng để cấu tạo nên cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt. Nhóm thực phẩm thứ hai là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Đó là hình minh họa cho thực phẩm nào, cho nhóm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng gì. Một số thông tin là có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất giúp cơ thể khỏe mạnh, hầu hết các vitamin chúng ta cần đều có trong thực phẩm. Nhóm thực phẩm thứ ba là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Cái hình minh họa 3B đây là hình minh họa cho nhóm thực phẩm gì. Và một số thông tin 3C là nhóm chất này có tên khoa học là carbon hydrate, thường có trong ngũ cốc, bánh mì, khoai sữa, mật ong, trái cây chín và loại xanh. Đây là thông tin thuộc nhóm chất như thế nào ha. 4A, nhóm thực phẩm giàu chất khoáng. Đây là hình minh họa của hình 4B. Đây là minh họa cho nhóm những loại thực phẩm giàu chất những gì. Nội dung 4C là những thực phẩm chính cung cấp chất béo như mỡ động vật, dầu thực vật và bơ. Đây là thông tin của nhóm dinh dưỡng nào. Nhóm thực phẩm thứ năm, đó là nhóm thực phẩm giàu chất vitamin. Nhóm thực phẩm giàu vitamin, đây là hình minh họa 5B, là những thực phẩm giàu dinh dưỡng gì. Và thông tin 5C, giúp cho sự phát triển của xương, hoạt động của cơ bắp, cấu tạo hồng cầu. Mỗi loại chất khoáng có vai trò riêng đối với cơ thể và phần lớn đều có trong thực phẩm. Vì nội dung thông tin này thuộc vai trò chức năng của nhóm thực phẩm nào, chúng ta hãy quan sát kỹ và để lại bình luận ở bên dưới video. Và đáp án đúng đó là 1A, 4B và 3C. 1A kết hợp với 4B, đây là những loại thực phẩm giàu chất tinh bột, đường và chất xơ. 3C, đây là chức năng của các chất dinh dưỡng. Đây là chức năng của nhóm thức ăn giàu tinh bột, đường và chất xơ. 2A, 1B và 1C. 2A đó là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. 1B đây là thực phẩm giàu đạm, những loại thực phẩm giàu đạm. Và 1C đó là chức năng vai trò chính của những loại thức ăn giàu chất đạm. 3, 5B và 4C. 3A đó là thực phẩm giàu chất béo. 5B đó là những loại thực phẩm giàu chất béo. Và 4C là chức năng của thức ăn giàu dinh dưỡng là chất béo. Nội dung thứ tư, 4A, 2B và 5C. 4A đó là nhóm thực phẩm giàu chất khoáng. Hình ảnh minh họa đó là 2B, đây là nhóm thức ăn giàu chất khoáng. Và chức năng của nó đó là 5C. Nội dung thứ năm, 5A, 3B và 2C. 5A đó là nhóm thực phẩm giàu vitamin. 3B đó là những loại thức ăn giàu vitamin. 2C là vai trò chức năng của vitamin đối với cơ thể. Câu số 7, hãy đánh dấu tích vào điền tiếp và ô trong bảng 4.1 để nêu rõ mỗi nhóm thức ăn sau cung cấp chất dinh dưỡng nào. Các món có thể thay thế để tạo nên sự đa dạng trong bữa ăn. Còn có các gợi ý như là 1, đó là thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường, chất xơ. 2,
thực phẩm giàu chất đạm. 3. Thực phẩm giàu chất béo. C. 4. Đó là thực phẩm giàu vitamin. 5. Đó là thực phẩm giàu chất khoáng. Trong bảng 4.1 gồm các thông tin tên thực phẩm. Chúng ta là nhóm thực phẩm được cung cấp 1, 2, 3, 4, 5 như trên này. 1 là thức ăn giàu tinh bột, đường, chất xơ ha. 2 là thức ăn giàu chất đạm. 3 thức ăn chất béo này. 4 thức ăn giàu vitamin này. 5 này là nhóm thức ăn giàu chất khoáng này. Và thực phẩm có thể thay thế, tức là những thực phẩm có thể thay thế cho gạo trắng ha, là gì? Là những thực phẩm thay thế cho rau muống, là gì có thể ghi được vào đây. Ngoài ra còn một số thực phẩm khác như là thịt bò này, cá biển này, quả cam này, thịt lợn ba chỉ này, dầu đậu nành này, sữa bò này, rau bắp cải, tôm này. Chúng ta hãy bình luận ngay bên dưới video những loại thực phẩm nào thay thế cho thịt bò, cá biển, cam, thịt lợn ba chỉ, dầu đậu nành, sữa bò, rau bắp cải, tôm. Và đáp án sẽ là tên thực phẩm, đó là gạo trắng, thuộc nhóm thứ nhất, đó là nhóm thực phẩm giàu tinh bột, đường và chất xơ. Những thực phẩm có thể thay thế cho gạo trắng đó là bánh mì, khoai lang và ngô, vân vân. Tên thực phẩm là rau muống, thuộc nhóm thực phẩm thứ 4 và thứ 5. Thứ 4 là thực phẩm giàu vitamin, thứ 5 là thực phẩm giàu chất khoáng. Những thực phẩm thay thế đó là các loại rau ăn lá. Thịt bò thuộc nhóm thứ hai, đó là nhóm giàu chất đạm. Những thực phẩm thay thế cho thịt bò đó là thịt lợn nạc, thịt ức gà, vân vân. Cá biển thuộc nhóm thức ăn thứ hai, đó là thức ăn giàu chất đạm. Và nhóm thứ năm là thức ăn giàu chất khoáng. Những các thực phẩm có thể thay thế cho cá biển đó là các loại hải sản như tôm, ốc, nghêu sò, vân vân. Quả cam thuộc nhóm thứ tư và thứ năm. Thứ tư tức là nhóm giàu vitamin và thứ năm nhóm giàu chất khoáng. Những loại thực phẩm có thể thay thế cho cam đó là các loại trái cây có muối. Thịt lợn ba chỉ thuộc nhóm thứ hai, đó là nhóm giàu chất đạm, và nhóm thứ ba là nhóm giàu chất béo. Thực phẩm có thể thay thế cho thịt lợn ba chỉ đó là thịt lợn có phần nạc và phần mỡ. Dầu đậu nành thuộc nhóm như những thứ ba, dầu chất béo. Những loại thực phẩm có thể thay thế cho dầu đậu nành đó là dầu hướng dương, dầu ô liu, vân vân. Sữa bò nhóm thứ hai là nhóm dầu chất đạm, nhóm thứ ba là dầu chất béo, thứ tư là nhóm dầu vitamin và nhóm thứ năm là dầu chất khoáng. Những loại thực phẩm thay thế cho sữa bò đó là sữa dê này, sữa đậu nành. Rau bắp cải thuộc nhóm thứ tư, đó là nhóm giàu vitamin, nhóm thứ năm là nhóm giàu chất khoáng. Các loại thực phẩm có thể thay thế cho rau bắp cải đó là các loại rau ăn lá khác. Thực phẩm tôm thuộc nhóm dinh dưỡng thứ hai, đó là giàu chất đạm, và nhóm dinh dưỡng thứ năm là giàu chất khoáng. Những thực phẩm có thể thay thế cho tôm là cá và hải sản. Nhưng trong các loại thực phẩm này chúng ta nên cân đối sử dụng cả hai loại, tức là có thể ví dụ như là vừa sử dụng tôm, vừa sử dụng là cá, hoặc là thứ hai, nội dung thứ hai là ăn uống khoa học, bữa ăn hợp lý. Những bữa ăn hợp lý là gì? Bữa ăn hợp lý là bữa ăn có sự kết hợp đa dạng của các loại thực phẩm cần thiết theo tỷ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng. Nhìn lại là một bữa ăn hợp lý với đầy đủ các loại thực phẩm cung cấp cho cơ thể đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng. Chương 1 luyện tập. Như trong 3 bữa ăn sau đây, bữa ăn nào đảm bảo tiêu chí bữa ăn hợp lý nhất, vì sao? Những bữa ăn thứ nhất gồm có rau muống xào, mướp xào giá đỗ, canh cà rốt su hào, cơm trắng. Bữa thứ hai, trứng rán, canh cá nấu chua, tôm rang và cơm trắng. Bữa thứ ba,
canh cua, rau muống mồng tơi, mướp, rau muống xào, thịt kho, cà muối và cơm trắng. Vậy trong ba bữa ăn này, bữa ăn nào là hợp lý và vì sao? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Như trong bữa ăn đó thì bữa ăn thứ nhất chưa hợp lý, bởi vì trong bữa ăn này thiếu nhiều loại chất dinh dưỡng, chỉ có là tinh bột nè, vitamin và mineral khoáng ở trong các rau củ quả là thôi, mà là còn thiếu chất đạm nè, chất béo nè, vân vân. Bữa ăn hợp lý là bữa ăn thứ hai và bữa ăn thứ ba, vì bữa ăn thứ hai và bữa thứ ba là gồm có nhiều loại thực phẩm, rất nhiều loại thực phẩm khác nhau với đầy đủ các chất dinh dưỡng, có đầy đủ các chất dinh dưỡng từ vitamin, nguyên khoáng, tinh bột, chất béo, chất đạm. Những câu số 4, như thế nào là một bữa ăn hợp lý? Có sự kết hợp đa dạng của các loại thực phẩm cần thiết theo tỷ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu cơ thể về năng lượng và dinh dưỡng. B. Có sự phù hợp đa dạng của các loại thực phẩm cần thiết tạo nên nhiều món ăn hấp dẫn, không cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể về dinh dưỡng. C. Không có sự đa dạng của các loại thực phẩm mà chỉ tập trung vào một loại thực phẩm mà người dùng yêu thích, cung cấp vừa đủ nhu cầu của cơ thể về năng lượng. D. Có nhiều món ăn được tạo ra từ các loại thực phẩm, không chú trọng nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể. Và trong vòng 4 phương án trên, một phương án nào là phương án cho bữa ăn hợp lý? Đáp án sẽ là như vậy, bữa ăn hợp lý có sự kết hợp đa dạng của các loại thực phẩm cần thiết theo tỷ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng. Câu số 8, hãy thực hiện các bước sau để thiết kế một bữa ăn hợp lý cho gia đình em. Thứ nhất là liệt kê các món ăn trong bữa ăn. Thứ hai là phân tích các chất dinh dưỡng được cung cấp trong món ăn. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video bằng cách cho biết bữa ăn hàng ngày của các em gồm những món ăn nào, và trong các bữa ăn đó các chất dinh dưỡng được cung cấp là gì. Thì câu số 8 sẽ được trả lời như sau. Thứ nhất là trong bữa ăn thì gồm có các món ăn như là cơm trắng, thịt rang cháy, tôm hấp, canh bí nấu xương, rau muống luộc. Những các chất dinh dưỡng được cung cấp trong bữa ăn đó là ví dụ cơm trắng, đó là nhóm dầu chất carbohydrate. Thịt rang, tôm sẽ cung cấp cho cơ thể chất đạm, chất béo. Canh bí nấu xương, rau muống luộc là cung cấp dầu, vitamin. Chuyên mục khám phá. Theo em, việc xem chương trình truyền hình trong bữa ăn sẽ có những tác hại gì? Các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Nhưng mà việc vừa ăn vừa xem TV sẽ gây những tác hại như là rối loạn hệ tiêu hóa, chậm phát triển, vi khuẩn gia tăng và lây lan, đau và viêm lết dạ dày, béo phì. Mình thứ hai là các nội dung thứ hai, thói quen uống khoa học. Thứ nhất đó là ăn đúng bữa, mỗi ngày cần ăn 3 bữa chính, đó là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Trong đó bữa sáng là bữa quan trọng nhất, các bữa ăn cách nhau khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ, đảm bảo cho việc tiêu hóa thức ăn và cung cấp năng lượng cho các hoạt động, giúp cho cơ thể có sức khỏe tốt. Thứ hai là ăn đúng cách, trong ăn cần tập trung vào việc ăn uống, nhai kỹ và cảm nhận hương vị của món ăn, tạo bầu không khí thân mật và vui vẻ. Nguyên thứ ba, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những thực phẩm phải được lựa chọn, bảo quản và chế biến cẩn thận đúng cách. Nguyên thứ tư là uống đúng đủ nước. Uống đủ nước. Nước có vai trò rất quan trọng trong đối với cơ thể con người. Nhu cầu lượng nước tối thiểu mỗi ngày từ 1,5 cho đến 2 lít. Thường được cung cấp qua nước uống, sữa, nước trong các món ăn. Vì sao
Nước không phải là chất dinh dưỡng, nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người. Thứ nhất, nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể. B. Nước là môi trường cho mọi chuyển hóa, trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. C. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp cho cơ thể điều hòa thân nhiệt. D. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. Vậy trong 4 phương án A, B, C, D, các em chọn phương án nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đáp án sẽ là D. Như là nước tuy không phải là chất dinh dưỡng nhưng nó có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể con người. Bởi vì nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. Chuyên mục kết nối nghề nghiệp giới thiệu chúng ta về chuyên gia dinh dưỡng. Chuyên gia dinh dưỡng đó là người nghiên cứu về dinh dưỡng và thực phẩm, đồng thời tư vấn cho mọi người về lối sống lành mạnh trong ăn uống và giúp cho cơ thể khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Chuyên gia dinh dưỡng thường làm việc tại các bệnh viện, phòng khám y tế cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Câu 2, hãy ghép các thông tin từ câu A với thông tin cột B sao cho phù hợp. Nhìn cột A đó là gồm có 3 ý sao: ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. B gồm cả 3 nội dung. Nhìn trong nội dung thứ A, nội dung A, trong ăn cần tập trung vào việc ăn uống, nhai kỹ và cảm nhận hương vị của món ăn, tạo bầu không khí thân mật, vui vẻ. B, đồ ăn đủ uống phải được lựa chọn, bảo quản và chế biến cẩn thận đúng cách. C, mỗi ngày cần ăn 3 bữa chính là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Các bữa ăn cách nhau 4-5 giờ. Thì hãy kiếm nói cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp. Hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Và đáp án sẽ là câu 2 và 1. 1C. Một đó là ăn đúng bữa. Ăn đúng bữa, mỗi bữa cần có 3 bữa chính là buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Các bữa ăn cách nhau 4-5 giờ đồng hồ. 2A. Hai là ăn đúng cách. Trong bữa ăn cần tập trung vào việc ăn uống, nhai kỹ và cảm nhận hương vị của món ăn, tạo bầu không khí thân mật vui vẻ. 3B. Ba là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồ ăn đồ uống phải được lựa chọn, bảo quản và chế biến cẩn thận đúng cách. Chuyên mục vận dụng. Vận dụng thứ nhất đó là quan sát và kể tên các thực phẩm gia đình em hay sử dụng trong một tuần và em có nhận xét gì về việc sử dụng thực phẩm của gia đình mình. Thứ hai là đề xuất một số việc làm. Đề xuất một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia đình của mình. Hãy để lại bình luận ở bên dưới video này. Thì sau khi xem xong video này, cần có những góp ý hoặc là đặt có các câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận bên dưới video và đón xem video clip tiếp theo giới thiệu về bài số 5, phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm. Và xin cảm ơn các em đã theo dõi và đừng quên bấm subscribe, đừng đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới đăng tải, nhấn like, thích video này, share và chia sẻ video này với mọi người. Bài giảng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.